Theo kế hoạch, Horizon Neta V dự kiến ra mắt tại Malaysia vào cuối năm nay. Horizon Neta V được coi là một trong những mẫu xe điện ép rẻ nhất tại đây, và cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như BYD Atoba, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona Electric. Mặc dù không được đặt tên theo loài cá heo như mẫu BYD Dolphin, nhưng thiết kế của Horizon Neta V vẫn lấy cảm hứng từ đặc điểm khí động học của cá heo, với các đường bo tròn quanh thân xe, kiểu thân xe 5 cửa nhằm nâng cao tính tiện dụng. Đối với thị trường Thái Lan, Horizon Neta V được trang bị đèn LED hoàn toàn, bao gồm đèn pha projector, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù. Giống như bất kỳ mẫu xe điện hiện đại nào khác, nội thất của Horizon Neta V khá đơn giản nhưng đầy đủ chức năng, nổi bật với cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, vật liệu sử dụng bên trong nội thất của Horizon Neta V là nhựa cứng, không mang lại cảm giác sang trọng cho chiếc xe. Sức mạnh của Neta V đến từ một động cơ điện duy nhất có công suất 95 mã lực và mô men xoắn 150 Nm được cung cấp bởi bộ pin 38 kW. Nó có thể quay lại phạm vi lên tới 384 km theo chu trình thử nghiệm của NEDC. Theo Horizon, Horizon Neta V có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 4 giây, với tốc độ tối đa được đánh giá là 124 km/h. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của Horizon Neta V thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như BYD Atoba chạy 160 km/h và Hyundai Kona Electric chạy 155 km/h. Horizon Neta V có hệ thống treo được điều chỉnh ở phía mềm hơn, phù hợp với việc lái xe trong thành phố. Điều đáng nói là Horizon Neta V cho cảm giác lái ổn định và chắc chắn khi chạy với tốc độ 90 km/h. Phạm vi hoạt động của Horizon Neta V trong một lần sạc lên tới 323 km, tương đương 80% phạm vi đã công bố. Theo kế hoạch, Horizon Neta V sẽ được bán ra với mức giá khởi điểm từ 378 triệu.